Cộng đồng mạng Trung Quốc mê đắm trước vẻ đẹp của biển Việt Nam, giàu vlog du lịch Nha Trang của một gia đình người Trung Quốc. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn. Nếu gần đây các bạn hay theo dõi những video về Việt Nam thì cũng hẳn nhận ra hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế đang có những chuyển dịch tích cực. Không còn ấn tượng bởi một nước chiến tranh, nghèo đói mà Việt Nam đang được du khách nước ngoài quan tâm về một số khía cạnh hoàn toàn mới. Một trong số chúng phải kể đến là vẻ đẹp thiên nhiên nền thờ tại Việt Nam. Phải công nhận rằng, đất nước chúng ta đã rất may mắn khi tọa lạc ở một vị trí thuận lợi với bờ biển dài dọc đất nước hình chữ S. Đây cũng là điểm làm cho bạn bè các nước phải phát hơn ghen tị với ta. Như mới đây, sự ghen tị này lại được khơi gợi cho cộng đồng mạng xứ Trung khi một blogger đăng tải lên Douyin một video về trải nghiệm du lịch Nha Trang Việt Nam, khiến netizen mê đắm trước vẻ đẹp của biển mà bà mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng. Vậy các thanh niên xứ Trung đã suýt xoa như thế nào khi coi được video? Mời các bạn cùng đón xem video sau đây nhé! CG sở hữu kênh Douyin với lượng fan quan tâm lên tới 117.000 người đã có một chuyến du lịch trải nghiệm Việt Nam hết sức mãn nhãn và vui vẻ. Vì lần đầu tới Việt Nam và đảm bảo chuyến đi du lịch gia đình được diễn ra suôn sẻ nhất, cô đã phải dành thời gian tìm hiểu rất nhiều địa điểm muốn tới. Vì gia đình cô thích du lịch tại địa điểm có biển nên sau cùng cô gửi gắm chuyến du lịch gia đình cho điểm đặt chân Nha Trang, Việt Nam. Quả đúng không phụ lòng cô, Nha Trang thật sự đẹp đến nao lòng. Đặt một khách sạn cận biển, cô và gia đình vô tư đi bộ xuống biển dạo mát. Cô phải thốt lên, thật sự may mắn khi ngày chúng tôi đi, thời tiết thật đẹp, bãi biển dài tăm tắp với bờ cát trắng tinh khôi. Chúng tôi đã có những trải nghiệm rất vui vẻ và thư giãn tại đây. Quả là sự lựa chọn sáng suốt của tôi. Ngoài ra, trên bờ biển có rất nhiều khách du lịch ngoại quốc tham gia các hoạt động khác nhau. Người thì đi dạo, quay những thước phim đẹp nơi đây. Người thì chơi xích đu, người thì chơi lướt ván, tắm nắng, tắm biển. Quả là một khung cảnh bình yên mà ắt hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn được thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, đúng không các bạn? Ngoài ra, CG cũng vi vu trên con xe máy để trải nghiệm đồ ăn vỉa hè của Việt Nam. Mà đồ ăn vỉa hè Việt Nam thì nổi tiếng đa dạng phải không mọi người? Nào là bánh mì, bánh tráng nướng rồi tới xôi, bao la món mà mức giá chỉ từ 10.000 đến 20.000 Việt Nam đồng. Liệu quá rẻ cho một thành phố du lịch rồi không nhỉ? Công nhận, đắm mình dưới dòng nước, chạy trên bãi cát trắng, rồi tối vi vu đường xá mà tốn chưa tới 500.000 cho cả gia đình là quá giá rẻ luôn mọi người ạ. Coi video của blogger xứ Trung mà tôi cũng muốn thưởng ngay cho mình một chuyến đi ghé Nha Trang với gia đình để nghỉ dưỡng, vui chơi thoải mái mà còn bảo vệ được túi tiền của bản thân đấy chứ. Sau khi video được đăng tải đã thu hút gần 1.000 lượt tim từ cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người trầm trồ, bãi biển Việt Nam tuyệt đẹp, người thì cảm thán nhất định phải thử du lịch biển Việt Nam, còn người lại khuyên cô nàng nên tham gia những hoạt động khác tại đây. Nào, cùng xem bình luận xem cộng đồng mạng xứ Trung đã để lại những lời nhắn nhủ gì với cô nàng sau khi xem chuyến trải nghiệm du lịch biển nhé. Nếu đã tới Việt Nam thì bạn hãy đến đảo Phú Quốc. Tôi nghĩ đảo Phú Quốc rất vui đó, có nhiều hoạt động để trải nghiệm. Tôi đang rất phân vân giữa Đà Nẵng và Nha Trang, nhưng sau khi coi video của bạn, tôi đã quyết định đi Nha Trang rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình chưa đi Nha Trang bao giờ, khung cảnh biển và nước biển so với Tam Á thế nào? Mũi Né đáng để ghé thăm, đó là nơi có một nửa nước biển và một nửa sa mạc. Thật thú vị khi đi trượt cát cùng con bạn, chỗ ở tại bãi biển cũng rẻ, mở cửa và bạn sẽ tìm thấy biển. Bên đó có nhiều món ngon lắm. Có cả nhà hàng Nga nữa, nhưng 4 năm rồi tôi chưa về Nha Trang nên không biết quán đó còn mở cửa hay không. Khi đến đó, tôi thuê một chiếc xe máy để đi vòng quanh các con phố, tận hưởng cảm giác của người bản địa thực thụ. Vào giờ cao điểm thường ùn tắc. Đi tắm bùn và ngâm mình trong hồ suối nước nóng, một gia đình 4 người có thể dành một ngày để chơi và mang theo đồ ăn với giá khoảng 200 nhân dân tệ. Rất rẻ và đáng để thử nhé. Đi biển vui lắm, trông Nha Trang đẹp tuyệt, nhưng tôi nghe nói ở Việt Nam còn có một hòn đảo có nhiều tiện ích giải trí khác nữa. Trong nước biển xanh ngát với bờ biển cát trắng kia, tôi háo hức chuyến du lịch Nha Trang sắp tới. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều những hoạt động có thể trải nghiệm khi tới đây. Video bạn có chỉnh dáng lên không mà nhìn quang cảnh đẹp quá. Thời tiết này thật sự rất phù hợp để đi du lịch đấy. Tôi thấy bãi biển nào Việt Nam cũng đẹp, họ đã quản lý và bảo vệ vệ sinh rất tốt những khu du lịch nổi tiếng. Tôi chỉ ước tắm mình dưới dòng nước mát, thời tiết nóng ấm quanh năm thích thật đấy. Thật sự nên ghé thăm Việt Nam một lần trong đời, bạn sẽ thật sự bất ngờ khi Việt Nam không như những gì chúng ta được biết đến trước đó. Dạo này, tôi đã vô tình xem được rất nhiều video trải nghiệm du lịch Việt Nam. Chúng đều được đánh giá khá tốt và chúng thôi thúc tôi đặt vé đi trải nghiệm ngay khi hè tới. Nhìn như xu hướng đi du lịch Việt Nam giờ đây là hot chăng? Tôi lướt Douyin và đầu đầu cũng thấy những blogger về du lịch khoe những chuyến đi rất mãn nhãn. Tôi thật sự bất ngờ khi chúng đều được quay ở Việt Nam. Khi đọc bình luận, có bạn nào cũng bất ngờ như mình không? Tưởng Trung Quốc chế lên chế xuống Việt Nam thế nào mà nay đọc những dòng bình luận mà người Trung chỉ người Trung đi du lịch Việt Nam tới Phú Quốc, Phan Thiết mà mình chỉ thấy mắc cười. Công nhận, ngày này đã đến. Đã có ngày, người dân Trung Quốc thuộc các địa danh và đặc điểm tại nước ta còn hơn hẳn các du khách quốc tế khác. Ái chà chà,
Nay người anh em láng giềng được khai sáng nhãn quang thật rồi các bạn ơi. Cho các bạn nào chưa biết thì Việt Nam có chiều dài bờ biển là 3.260 km. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển so với diện tích lãnh thổ. Với bờ biển dài rộng cùng thời tiết nắng ấm quanh năm thì nước ta là một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách tứ phương. Theo số liệu thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, năm 2023, Việt Nam đón gần 1,7 triệu lượt khách Trung Quốc, 2 tháng đầu năm 2024, tăng 658,3% so với cùng kỳ năm 2023. Không còn khinh khi rẻ biểu Việt Nam, những con số biết nói này chứng minh người dân Trung Quốc quay xe khét lẹt. Trung Quốc cũng là một trong những thị trường lớn du khách du lịch quốc tế quan tâm, đặt vé tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng đất nước cờ đỏ sao vàng. Để đạt được con số khủng khiếp như vậy là do Việt Nam và Trung Quốc nằm kế bên nhau, giao thương di chuyển được mở rộng, thuận tiện phát triển du lịch. Ngoài ra, do cùng chất lượng dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp thì khi du lịch Việt Nam, du khách quốc tế nói chung và du khách Trung Quốc nói riêng chỉ cần bỏ ra số tiền nho nhỏ để trải nghiệm. Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam được quan tâm hơn cả là ở đây được bà mẹ thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan hùng vĩ, hoành tráng, đồ sộ với cách quản lý giữ gìn nét đặc trưng, phát huy quảng bá bản sắc dân tộc cũng là điểm thu hút nhiều bạn bè năm châu. Sau cùng, các dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam hiện nay cũng đã và đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ, bài bản. Do đó, với trải nghiệm dịch vụ như trời Âu mà với giá rẻ hơn rất nhiều, hỏi sao các pháp sư Trung Hoa lại không đặt vé liền tay ấy nhỉ? Còn các bạn thì sao ạ? Các bạn có cảm nhận gì sau khi xem video này? Sau khi coi video mà blogger xứ Trung đăng tải, có ai muốn book một vé đi du lịch biển như mình không? Bình luận ngay bây giờ nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để ủng hộ Ad ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.